Rồi buổi hôm nay chúng ta sẽ tô màu plan nè. Các bạn phóng lớn cái bài tập lên, mở phóng lớn bài tập lên nè. Thì cái bài này người ta vẽ cho mình một cái hình cái màu này rồi. Một cái màu đậm, một cái màu nhạt hơn. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ plan với nhau. Thì bây giờ để plan với nhau á thì các bạn sẽ xem trên thanh công cụ nè. Các bạn vừa chọn cho thầy cái công cụ có tên là plan nè. Đó, plan tức là lấy màu trung gian. Plan là lấy màu trung gian. Bây giờ các bạn chọn công cụ plan ha. Các bạn click vào cái đối tượng này. Sau đó bạn click tiếp theo vào cái đối tượng thứ hai thì mình sẽ plan màu như vậy. Được chưa? Đó, thì bây giờ mình sẽ double click cho đây để mở cái hộp thoại này. Thì nó mở ra cái hộp thoại này cho mình nè. Đó, còn không thì các bạn sẽ vào menu edit nè. Vào menu objects. Phía dưới này các bạn tìm cái tên có tên là plan. Mình chọn cái plan option nè, không? Thì mở cái bảng plan option này ra. Đó, thì nó cũng giống như hồi nãy thôi. Ở đây có spacing tức là cái spacing tức là cái chọn khoảng cách nè. Smooth color tức là nó sẽ, các bạn nhấp vô review mình thấy nè. Đó, smooth tức là nó sẽ làm mềm cái đường này. Hoặc là mình sẽ chọn là spacing tức là cái khoảng cách nè. Cái số bước, số lần đó. Cái bước số lần đó, ví dụ ở đây thầy cho là 3 nè. Đó, thì lúc này các bạn sẽ có là 3 bước nè, 1, 2, 3 bước nè, không? Giờ đây thì tăng lên là 60 nè. 60 nè. Đó, thì bạn thấy không? Đó, nó sẽ là 60 lần. 60 lần. Đó, ok nè. Rồi bây giờ các bạn tắt cái viền đi. Tắt cái viền đi. Đó, thì bạn sẽ có được cái chuyển từ sáng đến tối nè. Thay vì mình tô màu rayon thì nó sẽ không có mịn bằng cái này. Cái này nó sẽ từ sáng đến tối nè. Bây giờ mình kết thúc mình thấy nè. Không. Tương tự cái chỗ này cũng vậy. Thì cái màu trong này nó sẽ đậm hơn cái màu ngoài nè. Đó. Thì bây giờ mình len từ cái màu này ra. Màu là ra. Chọn cổ len. Các bạn kéo từ đây, click từ đây, kéo ra, click qua điểm này thì nó sẽ len với nhau. Sau đó mình bỏ nét đi. Tắt nét đi. Thì nó sẽ có được cái màu đậm đến nhạt nè. Đó. Từ đậm đến nhạt rồi. Đó. Rồi. Đó là cái cách plan ha. Rồi lát nữa các bạn sẽ plan cái phần này. Ví dụ cái quả này đi. Đó, cái quả này thì mình người ta sẽ cho mình cái màu gì đây rồi. À, một cái màu vàng và một màu đỏ này. Chúng ta sẽ plan hai màu này với nhau. Bây giờ mình chọn công cụ plan nè. À, các bạn click vô màu vàng nè. Click vô cái nền nè. Thì mình plan với nhau nè. Rồi các bạn muốn mở thoại thì double click vô đây. Mình sẽ giảm hoặc tăng cái này tùy. Không? Muốn mịn thì tăng lên. Đó. Rồi bây giờ mình tắt cái nét đi cho thầy là nó sẽ được cái plan từ màu vàng tới màu đỏ này. Tương tự mình sẽ plan giữa cái màu này với màu đen. Chúng ta plan với màu đen ha. Đó. Này thì nó không phải cái màu rồi. Đó, len từ cái viền với nhau, tắt đi nè. Thì nó sẽ len từ cái này ra đây. Được chưa? Đó là cách tô màu len. Tiếp theo là gì? Bây giờ các bạn muốn cho cái đối tượng này nó len theo cái viền này. Nó sẽ len theo cái viền này. Bước đầu tiên các bạn copy cái này ra. Đó, mình copy cái hình này ra nè. Rồi sau đó thầy copy thêm một cái để trên này nữa. Rồi ta copy hai cái. Bây giờ thầy plan cái này với nhau. Đúng không? Thầy plan với nhau. Đó. Mình có hai đối tượng nè. Plan thì giờ mình chọn cục plan, các bạn click vô điểm này, click lên đây. Được chưa? Rồi mở hộp thoại lên, double click vô đây mở hộp thoại nè. Đó, các bạn muốn số bao nhiêu, ví dụ là len 25 cái thì mình chọn 25. Đó, bật view thì mình sẽ thấy được như vậy. Và nếu bạn giảm xuống là 4 cái thì nó sẽ còn 4 cái nè, đúng không? Len 4 cái thì nó sẽ như vậy ha. Đó,
Các bạn muốn tháo ra thì mình sẽ vào Object nè, xuống Plan, mình chọn Release tức là nó lùi lại nè, Expand tức là mở rộng ra nè, được chưa? À, nếu thầy chọn Release thì sao? À, thì nó sẽ tháo ra nè, đó, tháo ra nè. Giờ Plan lại nha. Rồi bây giờ expand thì các bạn click ra ngoài, sau đó mình unwrap ra rồi click vô thì các bạn sẽ gì, mình tháo từng đối tượng một ra này, thấy không? Mình tháo từng cái một ra được rồi, được chưa? Rồi bây giờ thầy muốn cái này nó sẽ chạy trên cái vòng này. Đó, để nó chạy trên cái vòng này á, tạm thời bỏ này ra đi ha. Nó sẽ chạy trên cái vòng này. Bây giờ thầy sẽ chọn cả hai cái dưới shift, chọn thêm đối tượng này nữa. Mình vào object plan, chọn replace by. Thì nó sẽ nhảy chạy vô đây. Đó, nó sẽ bám theo cái đường path của mình. Các bạn muốn sửa nó thì double click vô đây. Đó, bây giờ nó là 20 nè. Bây giờ thầy cho nó lên là 40 đi thì sao? Đó, thì nó sẽ dày hơn này, không? 40 nó dày hơn này. 30. Đó, 30 thì nó ít hơn. Được chưa? Khoảng 29. Chỗ này nó dư một cái này, khoảng 29 thì nó sẽ có đều như vậy, một cái lẻ này, thấy không? Thì này là plan theo đường path, plan theo đường path, nhớ nha. Nó lại cái plan theo đường path. Rồi, plan từ đối tượng này lên đây. Chỉnh lại cái khoảng cách này. Mình giảm bớt này xuống này. Thấy không? Đó. Nó sẽ có được cái này. Các bạn muốn plan theo cái hình gì? Ví dụ như là plan hình này đi. Thì mình sẽ chọn cái này để ship, chọn thêm cái đường này, rồi mình sẽ vào object blend, chọn replay nó spy, thì nó sẽ chạy theo vòng này. Nhiều ít là mình cho mình thông số này thôi, ví dụ mình tăng lên 15 đi, 15 cái, 15 bước. Đó, khoảng cách 20. Đó, thì đây là plan theo cái đường path. Đường path. Chữ chiếc thì có plan được không? Ví dụ mình mở cái bài tập khác đây. Đây, ví dụ bài tập này. Cái bài tập này thì các bạn muốn plan. Bây giờ nó có hai cái đường line nè, một cái đậm, một cái nhạt nè. Bây giờ mình len với nhau nè, click từ đây qua đây nè, không? Nhiều hay ít thì mình sẽ giảm cái này xuống nè, xuống 8 đi. Ok ha. Tương tự cái này cũng vậy. Đó, quen với nhau. Cái này cũng vậy, mình len với nhau. Cái hoa sen vậy, chúng ta sẽ len các đường với nhau. Mình chọn một cánh này, rồi khi đó mình sẽ plan với cánh này.
lích qua lích lại. Này là nó sẽ smooth ha. Smooth. Rồi còn chữ, các bạn muốn làm chữ thì sao? Chữ plan nè, các bạn đánh chữ nè. Các bạn đánh chữ này ha. Rồi chọn phông nè. Chữ thì các bạn sẽ có hai màu, ví dụ màu đỏ nè. Copy thêm chữ nữa, chữ này thì sẽ cho nó nhỏ hơn. Rồi chọn màu, màu vàng đi. Được chưa? Bây giờ thầy blend với cái này. Chọn cục blend, click vô đây, click qua đây. Đó. Bây giờ mình sẽ xem. Mình đặt vô đây. Đó. Chó này lên trên đi ha, click phải. Rồi mình blend với này. Để lệch ra chút đi. Thấy. Kìa. Đó. Mình bỏ nét đi thì nó sẽ được cái này. Đó là mình chọn cổ này mình di chuyển. À, ví dụ lên đây. Bạn muốn tháo ra thì vào object plan rồi expand nó ra. Expand ra thì mình sẽ có được từng đối tượng một, ungroup ra này. Đó, mình chọn rời từng cái một ra này. À, ví dụ cái này mình đổi màu khác được. Đó là tô viền cho nó chẳng hạn. Ví dụ